Thứ ba tuần ba thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh người và họ trình người rằng: Kìa mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Người trả lời rằng: Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi phòng quanh, người nói: Đây là mẹ ta và anh em ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta. Suy niệm: Anh em của Chúa Giêsu ở đây là những anh em bà con họ hàng của Chúa. Họ cùng với mẹ Maria đến tìm Chúa Giêsu. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu đề cao gia đình thiêng liêng, gia đình của những người làm theo ý Thiên Chúa. Khi đề cao gia đình thiêng liêng như thế, Chúa Giêsu không hề làm giảm giá trị của mẹ Maria. Trái lại, người cho thấy vẻ đẹp đích thực của Đức Mẹ. Đức Mẹ chính là người thi hành thánh ý Chúa cách tuyệt hảo và là gương mẫu cho chúng ta. Vì thế, càng yêu mến Đức Mẹ bao nhiêu, chúng ta càng phải noi gương Mẹ để làm mọi sự theo thánh ý Chúa. Lạy Chúa, gia đình chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ là Đức Maria. Xin cho gia đình chúng con biết noi gương Mẹ, luôn lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành.